Xin chào quý vị, thì hôm nay em sẽ giới thiệu một cụm thiết bị truyền thanh không dây của Vinaco. Đây là một cụm thiết bị mà cho phép là chúng ta phát thanh ở bất kỳ vị trí nào, ở bất kỳ ở đâu trên lãnh thổ Việt Nam này, và tới một điểm phát thanh cố định mà chúng ta đã đặt. Thì cụ thể như nào, bắt đầu chúng ta sẽ được anh kỹ thuật viên, anh sẽ giới thiệu chi tiết về cái bộ sản phẩm này. Nếu như quý vị muốn mua các thiết bị âm thanh giá gốc, hãy truy cập vào website lacvietaudio.com.vn, nơi cung cấp những sản phẩm âm thanh tốt nhất về giá cả và chất lượng. Đây là thiết bị truyền thanh thông minh của Vinaco và được thiết kế với chiều dài là 30cm, chiều ngang là 20cm và chiều cao là 10cm. Vỏ được thiết kế vỏ kim loại và sơn là sơn chống rỉ. Thiết bị được thiết kế chống nước, chống va đập và chống bụi bẩn. Về phần giao diện thì có những giao diện như cổng cắm mic, khe cắm sim, cổng cắm dây mạng LAN. Thứ hai nữa là thiết bị đã thích hợp hệ thống tắt bật tự động, thiết bị ngoại vi. Thiết bị truyền thanh thông minh đã được thích hợp cổng cắm sạc dự phòng và cắm ắc quy và cổng cắm ắc quy. Thiết bị được tích hợp sẵn hai quạt nằm mát. Thì như vừa rồi anh kỹ thuật viên đã chia sẻ, thì bộ cụm thiết bị truyền thanh thông minh này là nó sẽ sử dụng một cái sim người ta sẽ gắn ở đây này, và nó sẽ tiếp nhận cái sóng 4G, kết nối với sóng 4G ấy để có thể tiếp nhận tín hiệu và phát đi tín hiệu từ cái máy tính của chúng ta. Nó nguyên lý hoạt động của nó như thế nào? Đầu tiên là chúng ta có một cái máy tính ở đây. Đấy, thì cái máy tính này là có một cái phần mềm là chúng ta có thể cài đặt, điều chỉnh và rất nhiều tính năng đi kèm để chúng ta có thể phát thanh. Như quý vị có thể nhìn thấy giao diện ở trên màn hình đây. Sau khi chúng ta đã setup và đặt các cái lệnh phát thanh theo mong muốn của mình, thì cái máy tính đấy, phần mềm đấy nó sẽ gửi lệnh đến máy chủ, và máy chủ có thể phát ra truyền tới cái hệ thống truyền thanh không và truyền tới cái hệ thống truyền thanh thông minh này bằng cách là qua cái sóng 4G, và cái bộ thiết bị này nó sẽ nhận cái tín hiệu đấy và nó biến cái tín hiệu đấy từ tín hiệu số thành tín hiệu analog âm thanh và nó đưa ra loa. Thì nói sơ qua về phần mềm này, em mời anh kỹ thuật. Em mời đây là tôi xin giới thiệu về cái chức năng của phần mềm. Thì hiện tại ở trên phần mềm truyền thanh thông minh hiện tại có các chức năng sau. Thứ nhất là mình dùng chức năng quản lý cụm loa, chức năng quản lý chương trình phát thanh, và chức năng trong chương trình là quản lý chương trình phát thanh sẽ có cái phần giám sát thiết bị, tình trạng thiết bị. Đấy, thì để với chức năng quản lý cụm loa, thì với trong này thì nó cho phép mình thêm, khi lắp đặt một cụm loa mới mình có thể thêm vào hoặc là xóa đi, cũng như mình có thể phân cụm cho nó để quản lý. Trong cái phần quản lý chương trình phát thanh thì có chức năng mình có thể tạo chương trình phát thanh, và trong tạo chương trình phát thanh thì sẽ có những tình như sau. Nghĩa là các loại phát sóng ở đây mà chúng hệ thống truyền thanh thông minh có thể phát, bao gồm có là phát bản tin, tiếp sóng đài đài số, tức là các cái đài đã được số hóa và có link ở trên internet, tiếp sóng đài FM, tức là thu phát FM để phát đi, và phát sóng bản tin văn bản, tức là từ một bản tin văn bản thì hệ thống truyền thanh thông minh này có thể tự tạo thành một bản tin âm thanh phát, và file ghi âm trực tiếp, nghĩa là tại một thời điểm nếu mà mình muốn ghi bản ghi âm trực tiếp để phát đi luôn. Thì trong các loại bản tin phát sóng đấy thì có các kiểu phát như sau: phát trong ngày, phát hàng ngày và phát ngay lập tức. Những kiểu phát này thì là do cái phần mềm mình có thể tự điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng khác nhau. Thì có những khách hàng có nhu cầu là
bắt lặp lại hàng ngày, lặp lại hàng tuần, lặp lại hàng tháng thì Vitaco cũng có thể điều biến, tùy chỉnh để phù hợp. Đây là các loại bản tin và thử phát mà phần mềm có hỗ trợ. Ở phần giám sát thiết bị thì chức năng của nó cho phép mình giám sát cái tình trạng thiết bị của mình, ví dụ màu sắc bằng thể màu sắc màu xanh tức là thiết bị đang online, thiết bị đang có kết nối, màu đỏ thì là thiết bị mất kết nối. Đây có cái chức năng dừng phát, có nghĩa là mình đang có một chương trình phát thanh nào đấy và mình muốn dừng ngay lập tức, mình ở đây để dừng phát. Còn cái chức năng này là chức năng để tắt bật cái thiết bị ngoài vi, là điều chỉnh âm lượng của cụm loa. Thì hệ thống truyền thanh thông minh đấy cho phép điều chỉnh 15 mức độ. Và đây là trạng thái cụ thể chương trình đang phát, hiển thị là thời gian phát, nội dung phát, lịch phát. Đấy, cụ thể là sẽ khi nào mình phát nó sẽ hiển thị ở đây. Ví dụ bây giờ tôi sẽ thử phát một chương trình. Ví dụ là tôi sẽ tiếp sóng VOV chẳng hạn. Thì sẽ là chọn tiếp sóng, chọn kênh. Đây là đã có sẵn kênh VOV1 chẳng hạn. Thời lượng phát sóng sẽ để khoảng 3 phút. Chọn bản tin phát ngay. Đây sẽ là có danh sách. Ở cái cột bên trái này là danh sách loa mà cái tài khoản này đang quản lý. Ở bên tay tay phải này là cái loa sẽ được phát. Mình muốn cùng loa nào phát thì mình sẽ cho thêm vào đây. Hiện tại cái tài khoản này chỉ quản lý được tài khoản đến thiết bị demo thôi, nên chỉ quản lý thiết bị demo. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh. Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Cái tín hiệu điều khiển là gần như đặt ngay lập tức. Điều là điều chỉnh thì ngoài chúng ta sẽ đứng trong yêu như có. Đến tiêm trường đạo xa. Đường cao nguyên núi đá. Đến duyên hải rộng rãi. Từ đô thị phát triển. Đến nông thôn chuyển mình. Từ thế giới sôi động. Đến Việt Nam. Mình có thể phát một bản tin bằng file âm thanh. Trong này có file âm thanh là khó mở luôn. Đây không? Chạy luôn. Chạy. Nói lên được. Mở lại cốt để đặt thành kêu này. Tương tự đây, chỉ ở chọn hình thức là mình sẽ phát bản tin và tin. Sẽ tải một cái file MP3 lên, file đã biên tập, chờ một lúc nó sẽ cập nhật lên server và từ server nó sẽ đẩy vào thiết bị. Ở đây cũng có một chức năng là duyệt và phê duyệt, mình cứ để phê duyệt thì nó mới phát được, còn nếu như để chưa phê duyệt thì là sẽ không có gì. Đã chia sẻ chúng ta về cái tính năng và cái cấu tạo hoạt động của cái bộ sản phẩm truyền thanh thông minh Vitaco này. Và em xin nhắc lại 5 điểm, 5 cái ưu điểm lớn nhất của dòng truyền thanh thông minh Vitaco này. Thứ nhất, đó là cái hệ thống thiết bị này vô cùng nhỏ gọn. Trọng lượng của nó là dưới 5 kg so với một hệ thống truyền thanh không dây truyền thống thì nó rất là nặng. Nó bao gồm cả một thiết bị thu rất là lớn và rất nhiều các cái thiết bị phát
khác. Cái thứ hai đó khả năng truyền tải tín hiệu âm thanh không giới hạn về khoảng cách địa lý. Chúng ta có thể truyền tới bất kỳ vị trí nào chỉ cần có kết nối internet ở trên khắp Việt Nam, thậm chí là ở các nước lân cận đều có thể truyền tải tới được. Điển hình nhất là có một cái dự án được sử dụng, đó là cái đơn vị quản lý ở ngoài miền Bắc này và cái hệ thống phát thanh cũng là ở trong miền Trung, ở ngoài miền Bắc điều khiển cái hệ thống phát thanh trong miền Trung, chứ không cần phải là đưa văn bản hay đưa tài liệu vào trong miền Trung để người ta phát thanh. Cái ưu điểm thứ ba đó chính là chúng ta có một cái phần mềm cực kỳ là hiện đại và tiên tiến, chính vì thế mà chúng ta có thể set up và cài đặt phát lịch, bản tin, bài nhạc hay là các cái chương trình. Điều thứ tư đó chính là chúng ta không cần một cái hệ thống phát thanh phức tạp nào cả, không cần một hệ thống điều khiển mà chúng ta phải ngồi trong phòng kín hay là nó rườm rà gồm âm y này âm y kia, mà chỉ cần như nào, chúng ta chỉ cần một điện thoại hoặc máy tính bảng hoặc cái laptop hoặc máy tính có kết nối internet là chúng ta có thể lên phần mềm và chúng ta cài đặt điều chỉnh thêm bớt vào cái hệ thống phát thanh này. Cái điểm thứ năm đó là dù nhỏ gọn như thế này nhưng mà bộ thiết bị truyền thanh thông minh của Vilaco nó có thể là tích hợp cái mạch khuếch đại cho phép sử dụng đến 4 loa 30W cũng như là thêm hai quạt tản nhiệt đảm bảo cái quá trình hoạt động luôn luôn ổn định của nó. Và điểm thứ 6 đó là ở trên phần mềm này là quý vị có thể là phân cấp được quyền sử dụng. Ví dụ nha, cái hệ thống này được lắp trong một cái tỉnh và ở trên tỉnh người ta sẽ phân cấp xuống huyện, nó phân cấp xuống xã. Và ở tỉnh người ta có quyền gọi là ở mỗi cái điểm xã và ở mỗi cái điểm huyện đó là người ta có quyền cài đặt và sử dụng cái thiết bị truyền thanh như thế nào. Ví dụ ở Hà Nội đi, là người ta lắp đặt cho tất cả các cái quận, nhưng chỉ ở ủy ban Hà Nội mới được sử dụng tất cả các cái truyền thanh ở trên địa bàn Hà Nội, còn quận Cầu Giấy chỉ được quyền là kiểm soát cái bộ truyền thanh ở quận Cầu Giấy mà thôi, không thể kiểm soát được ở quận Thanh Xuân hay là quận Từ Liêm được. Và ở các cái phường trong cái quận đấy cũng vậy, nó chỉ để quản lý được ở trong cái đó phường đấy thôi, chứ không thể quản lý ở trong cái phường khác được. Và cái tính năng này chúng ta có thể điều chỉnh hoán đổi nó phù hợp hơn so với cái yêu cầu của người dùng, bởi vì đó là phần mềm mà chúng ta có thể tùy biến mà, rất là rộng, rất là thoải mái. Như vậy là vừa rồi em đã giới thiệu tới quý vị bộ sản phẩm thiết bị truyền thanh thông minh của Vineco. Nếu quý vị quan tâm đến các thiết bị này thì có thể liên hệ tới số hotline của Đạc Việt để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất về giá cả cũng như là về kỹ thuật. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những clip tiếp theo.